Các đồng chí và các bạn thân mến, nhằm đánh giá tình hình trong 6 tháng đầu năm và triển khai các mặt công tác trong những tháng cuối năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm. Qua đó thông tin các đơn vị biên phòng trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới và chủ động trong mọi mặt công tác để bảo vệ địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Trong bối cảnh 6 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhất là khu vực biên giới biển. Tại hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã nhận định, mặc dù hiện tại tình hình an ninh trên biển đang rất nóng, nhưng trong thời gian qua, trên địa bàn biên giới biển Bạc Liêu chưa phát hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, tình hình chủ quyền được giữ vững, các hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân diễn ra bình thường. Trong đó, các mặt công tác biên phòng trên địa bàn luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả, công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển được đặc biệt quan tâm. Ngoài thường xuyên rà soát, thống kê nhân lực tàu thuyền và phương tiện nhân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu còn tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương sẵn sàng huy động lực lượng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và cấp ủy chính quyền tăng cường công tác nắm tình hình trên biển, tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, kịp thời xử lý những tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Trong 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện và xử lý 16 vụ trên 14 phương tiện vi phạm về an ninh trật tự và vi phạm quy chế ra vào khu vực biên giới biển và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 55 triệu đồng. Trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy. Qua đó trực tiếp bắt giữ và xử lý 26 vụ trên 38 đối tượng và khởi tố điều tra ban đầu 4 vụ liên quan đến 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Thì 6 tháng đầu năm 2020, quán triệt mệnh lệnh kế hoạch chương trình công tác của cấp trên, thì lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các cấp tổ chức tiến hành đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật một cách thường xuyên liên tục. Về cái kết quả cụ thể thì 6 tháng đầu năm 2020 thì chúng tôi đã đấu tranh thắng lợi, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tiến hành khởi tố điều tra ban đầu theo thẩm quyền và bàn giao cho cơ quan công an cấp huyện theo thẩm quyền. Đồng thời đó, đấu tranh với vi phạm pháp luật thì chúng tôi đã tiến hành tuần tra kiểm soát cũng như là phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ địa bàn, thì đã phát hiện ra 22 vụ việc, trên 34 đối tượng và trên 17 phương tiện vi phạm hành chính, và đã tiến hành xử phạt với số tiền là 172 triệu đồng. Đồng thời là chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, trong đó có công an địa phương, lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy của cảnh sát biển, rồi lực lượng hải quan, tiến hành phát hiện 26 vụ trên 80 đối tượng và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị theo chỉ tiêu trên giao. Đồng thời là trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật thì chúng tôi đã bảo đảm được là tính chủ động, bí mật, bất ngờ, an toàn, hiệu quả. Ngoài thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được thực hiện hiệu quả. Trong đó, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ toàn cơ quan đơn vị, đồn trạm biên phòng, quản lý chặt chẽ bộ đội, đảm bảo an toàn vũ khí thiết bị kỹ thuật,
sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời hiệu quả các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Theo đánh giá chung, thì trong 6 tháng đầu năm 2020, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác xây dựng lực lượng đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đã khắc phục được những khuyết điểm tồn tại. Tuy tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, song trong 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn, đòi hỏi cần có những định hướng trọng tâm để bộ đội biên phòng tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thì 6 tháng cuối năm 2020, tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn định, nhất là hướng Biển Đông. Trên biên giới và vùng Tây Nam đã và đang đặt ra thách thức mới về quốc phòng, an ninh của đất nước ta. Tình hình trong nước cơ bản ổn định, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường. Các cấp tiến hành đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Từ tình hình trên, Bộ Chỉ huy xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 như sau. 1. Phải tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị phụ trách, nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng vững mạnh. 2. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương về xây dựng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, triển khai thực hiện kế hoạch của ban tỉnh về thực hiện chương trình hành động của chính phủ, của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, phải tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn triển khai thực hiện tốt nghị định số 71, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. 3. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn địa bàn trong các dịp lễ, các hoạt động kỷ niệm của đất nước và địa phương, đặc biệt là bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, rồi năm ASEAN 2020 v.v. Rồi tiếp tục xây dựng kế hoạch A3 báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thẩm định phê chuẩn theo quy định. Phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo quy định và tổ chức luyện tập thành thục các phương án, kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch tổ chức sử dụng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong tác chiến bảo vệ biển đảo, kế hoạch chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan đơn vị. 4. Tổ chức huấn luyện đúng thời gian, đủ nội dung và đạt chất lượng. Phải tổ chức kiểm tra bắn an thật, kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho các đối tượng trong năm 2020 theo quy định. 5. Tổ chức đại hội đảng bộ Bộ đội biên tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương, điều động bổ nhiệm cán bộ cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp theo đúng quy định. 6. Tăng cường lực lượng bám nắm tình hình trên biển, địa bàn khu vực biên giới, quản lý chặt chẽ mục tiêu đối tượng trên toàn tuyến, nhất là thời gian diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước. 7. Bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính, chế độ chính sách, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. 8. Chỉ đạo tổng kết công tác biên phòng và tổng kết các chuyên ngành năm 2020, xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới vùng biển năm 2021, báo cáo Bộ Tư lệnh thẩm định phê chuẩn theo kế hoạch. Để thực hiện hiệu quả công tác biên phòng 6 tháng cuối năm 2020, ngoài những định hướng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, mỗi đơn vị cơ sở đã triển khai công tác biên phòng 6 tháng cuối năm để thực hiện hiệu quả các mặt công tác biên phòng trên địa bàn phụ trách. Đồn biên phòng Nhà Mát quản lý trên 12 km đường bờ biển với 2 xã và 1 phường ven biển. Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, các cán bộ chiến sĩ không ngừng phối hợp tốt với lực lượng vũ trang trên địa bàn, nắm chắc tình hình địa bàn dân cư, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên bộ, trên biển để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồn luôn coi trọng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn. Phương pháp huấn luyện không ngừng được đổi mới theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Đẩy mạnh huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu sát với thực tế chiến đấu để vừa tăng cường rèn luyện thể lực, luyện tập võ thuật, tăng sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai, vừa làm chủ được trang bị kỹ thuật, khí tài quân sự cho cán bộ chiến sĩ. Vừa qua, binh chủng phòng hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về kiểm tra công tác phòng hóa và bắn đạn thật với nội dung ngắm bắn mục tiêu ẩn hiện, mục tiêu di động tại đồn biên phòng Nhà Mát nhằm kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Kết quả, đồn được xếp loại giỏi. Ngoài đẩy mạnh công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồn biên phòng Nhà Mát còn thực hiện hiệu quả các mặt công tác khác để không ngừng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
trong cái thời gian qua thì cấp ủy ở ban chỉ huy đã xây dựng cái kế hoạch lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các cái mặt công tác biên phòng ở trên tất cả cái nhiệm vụ mà đơn vị thực hiện thường xuyên, trong đó là đơn vị tập trung đi sâu thực hiện có cái hiệu quả là cái kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trên 5 cái tiêu chí. Thứ nhất là vững mạnh về chính trị, thứ hai đó là tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu và nghiêm và huấn luyện giỏi. Cái thứ ba đó là xây dựng nề nếp và quản lý kỷ luật tốt. Cái thứ tư đó là đảm bảo cái hậu cần tài chính và đời sống. Và cái thứ năm đó là thực hiện tốt cái công tác kỹ thuật. Thì trong cái thời gian qua cũng như thời gian tới thì đơn vị đi sâu thực hiện có hiệu quả cái công tác là hậu cần tài chính và đảm bảo cái đời sống cho bộ đội. Thì tại đơn vị thì như các đồng chí đã biết thì trong 6 tháng đầu năm thì đơn vị cái lượng rau xanh mà đơn vị nhập vào bếp ăn là chiếm là 90% cái lượng rau xanh, nó khoảng trên là khoảng 2.000 kg. Hai nữa là về cái các cái loại thịt cá thì đơn vị đã đảm bảo tốt cho bộ đội. Hiện tại thì đơn vị cũng đã gây dựng lại một cái đàn heo là trên là 15 con và cái gia súc gia cầm thì cũng trên 100 con các loại, và cũng đã tổ chức cho bộ đội là củng cố lại một cái vườn rau sạch với nhiều cái loại rau đảm bảo tốt cái đời sống cho bộ đội. Cấp ủy ban chỉ huy cũng đã trao đổi và sắp tới sẽ có cái hướng là cải tạo cái nguồn đất nó tốt hơn và đảm bảo chọn những cái loại giống mà nó cái năng suất nó đảm bảo để làm sao mà phục vụ tốt nhất cho cái đời sống của bộ đội. Đối với công tác tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho bộ đội, dù còn nhiều khó khăn khi đồn được xây dựng nằm sát mé biển, đất đai nhiễm phèn mặn nên rất khó khăn trồng rau màu. Để có rau xanh phục vụ bếp ăn, các chiến sĩ ở đây đã xây những hộc rồi mua đất sạch để trồng. Và đồn cũng mạnh dạn đầu tư nhà lưới gần 200 mét vuông để trồng rau an toàn. Nhờ có khu nhà lưới và làm hộc trồng mà các loại rau như rau cải, rau muống, rau diếp cá, đậu bắp luôn xanh tốt. Với phương pháp này thì với việc đầu tư khu nhà lưới trồng rau xanh, đơn vị đã có thu hoạch rau an toàn quanh năm. Được sự phân công của các chú thì em làm đất rồi mình tiến hành gieo giống. Và trồng rau sạch góp phần nâng cao bữa ăn của bộ đội. Mình trồng cải gỗ và các loại rau gia vị như là rau gấp cá, rau cần cua. Mỗi ngày mình nhập bếp khoảng từ 1 đến 2 kg rau. Và vào cho việc như là mình nấu canh hoặc là rau ăn sống hoặc là rau xào. Ngoài làm nhà lưới trồng rau xanh, các chiến sĩ ở đây còn thực hiện việc chăn nuôi gia súc gia cầm để cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Năm 2019, do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, đàn heo của đơn vị bị thiệt hại nặng nề. Nhưng đến nay, đồn đã đầu tư mua heo giống để tái tạo, gây dựng lại đàn được hơn 20 con. Ngoài nuôi heo, thì đồn còn nuôi gà, vịt nhằm phục vụ bếp ăn hàng ngày, cải thiện đời sống của cán bộ chiến sĩ. Công việc của em thường ngày là nuôi heo, chăn nuôi heo, gà, vịt, ngỗng. Số lượng heo của mình là khoảng gần 20 con. Trên heo gà thì em có thì tay cặn ở ngoài thêm và công việc này cũng dễ à. Cửa chuồng cho sạch sẽ và cho máng nước sạch sẽ và mình đổ cho nó ăn. Với tinh thần khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không riêng đồn biên phòng Nhà Mát mà cán bộ chiến sĩ biên phòng Bạc Liêu đã và đang nêu cao vai trò của mình trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong tuần tra kiểm soát, trong tổ chức huấn luyện để góp phần thực hiện hiệu quả thắng lợi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.